lực GDP suy yếu, Trung Quốc cắt giảm lãi suất ngân hàng. Nga tích cực vận động hành lang để nâng giá dầu. Chứng khoán thế giới nhiều thị trường tăng điểm tích cực. Minh Phi rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FBNC Thế Giới. Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những nội dung chính, còn bây giờ Minh Phi xin mời quý vị đến ngay với những thông tin chi tiết. Vào cuối tuần qua, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã tuyên bố cắt giảm lãi suất đối với những khoản tiền gửi và khoản vay ngắn hạn. Đây là những điều chỉnh lãi suất đầu tiên kể từ giữa năm 2012. Theo công bố mới nhất của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, lãi suất đối với những khoản tiền gửi một năm sẽ giảm 25 điểm cơ bản và giảm 40 điểm cơ bản đối với những khoản vay cùng thời hạn. Sau khi cắt giảm, lãi suất tiền gửi một năm sẽ ở mức 2,75%, trong khi lãi suất cho vay sẽ ở mức 5,6%. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế đang gánh chịu áp lực GDP trong quý 3 so với một năm trước đó chỉ đạt 7,3%, thấp hơn so với 7,5% trong quý 2 và 7,4% trong quý 1. Theo ghi nhận, tăng trưởng GDP quý 3 là mức tăng trưởng hàng quý thấp nhất kể từ quý 1 năm 2009. Song song với tuyên bố cắt giảm lãi suất, Ngân hàng Trung ương cũng cho biết, mặc dù chi phí tài chính cao và khó khăn tài chính vẫn còn là một thách thức lớn, thì trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng đã có những dấu hiệu tích cực. Một chuyên gia nghiên cứu kinh tế vĩ mô Trung Quốc cho biết, tăng thanh khoản đã được sử dụng trong nửa đầu năm nay để giảm chi phí tài chính và lãi suất giảm trong thị trường tiền tệ giữa các ngân hàng. Tuy nhiên, theo đánh giá của các ngân hàng, cho đến nay lãi suất cho vay, điều kiện tài chính của các doanh nghiệp cũng như thị trường trái phiếu đều không có sự sụt giảm nào đáng kể. Vì vậy, cắt giảm lãi suất sẽ mang lại một hiệu ứng tốt hơn. Thị trường phản ứng rất tích cực sau thông tin Trung Quốc giảm lãi suất, thị trường chứng khoán thế giới ngập sắc xanh. Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế không quên cảnh báo, đây không phải là chiếc đũa thần đối với nền kinh tế Trung Quốc. Trao đổi với tờ CNBC, một số chuyên gia kinh tế cho rằng việc hạ lãi suất có thể hạn chế những rủi ro đối với kinh tế Trung Quốc, nhưng sẽ không thể thay đổi được những con số dự báo rằng kinh tế nước này sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm hơn trong năm sau. Đây là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc kể từ năm 2012. Điều này cũng cho thấy giới làm chính sách đang ngày càng lo lắng hơn cho tình trạng của nền kinh tế hiện tại và cũng là một lời thừa nhận rằng những biện pháp hỗ trợ thị trường trong thời gian qua đã không thể phát huy hiệu quả như mong muốn. Về câu hỏi chủ chốt, liệu lãi suất thấp có thể thúc đẩy tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ, giới chuyên gia vẫn bày tỏ hoài nghi. Trong tháng 10, tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng Trung Quốc ở mức cực kỳ thấp. Các khoản vay đồng nhân dân tệ tăng trưởng chỉ có gần 550 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 90 tỷ đô la so với tháng 9. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2012. Thưa quý vị, thời tiết ôn hòa trong dịp cuối năm dự báo một mùa mua sắm bùng nổ. Mặc dù đã có những khoảng thời gian khó khăn trong năm, các nhà bán lẻ tại Mỹ đều đã sẵn sàng và rất lạc quan chờ đón mùa mua sắm đang đến gần. Trong khi bão tuyết đang bao trùm lên New York đe dọa đến việc kinh doanh của các nhà bán lẻ, thì tại những nơi khác, thời tiết lại rất ôn hòa trong dịp cuối năm. Nhiều niềm tin cho rằng thời tiết sẽ tốt mang đến nhiều khách hàng hơn, nhưng cũng có ý kiến cho rằng những mặt hàng dành cho mùa lạnh sẽ không mấy đắt hàng. Đây là một món quà Giáng sinh sớm cho những nhà bán lẻ, thời tiết như thế này quả thật là một tin tốt lành. Cái lạnh đến trước tuần lễ mua sắm thật là tuyệt cho các nhà bán lẻ. Nó đến vừa kịp lúc cho tuần lễ tạ ơn sẽ khiến cho mọi người đổ xô đến các cửa hàng và trung tâm thương mại để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Do vậy mà tôi nghĩ điều này khá là tốt, mặc dù thời tiết có chút thay đổi. Ông cũng cho rằng thu hút khách hàng là điều tối quan trọng bởi khách đến càng đông sức mua càng tăng. Ngoài ra thời tiết cũng ảnh hưởng đến lựa chọn mua sắm của người tiêu dùng. Nếu một người đang run cầm cập trên đường từ bãi đậu xe đi vào cửa hàng, thì thứ đầu tiên người đó nghĩ đến trong đầu, đó là những thứ như quần áo ấm, khăn choàng, găng tay. Nhưng nếu người đó cảm thấy thời tiết dễ chịu, thì có nhiều khả năng cô ta sẽ nghĩ đến những thứ như trang sức, mỹ phẩm, đồ chơi, đại loại như vậy. Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia, dự kiến mùa lễ sẽ thu về 617 tỷ đô la Mỹ từ những người tiêu dùng tiềm năng. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bày tỏ sự hoan nghênh đối với thỏa thuận giữa Kurdistan và chính quyền Iraq. Đây được xem như là một bước tiến mới trong mối quan hệ giữa hai bên. Ngoài ra, ông cũng phát biểu về vấn đề năng lượng ở Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu. Kurdistan và Baghdad cuối cùng cũng đã đạt được thỏa thuận năng lượng và tiền lương, chấm dứt nhiều năm xung đột. Theo đó, người Kurd sẽ cung cấp một nửa lô dầu tổng thể cho chính phủ liên bang, còn Baghdad sẽ trả hết nợ lương cho người Kurd. Phó Tổng thống Mỹ ông Joe Biden cũng nhấn mạnh sự hỗ trợ của Washington trong việc phát triển một đường ống dẫn dầu từ giếng dầu ở Basra đến cảng địa trung hải Sihan của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời khi Thổ Nhĩ Kỳ từ một trung tâm năng lượng đang từng bước hướng đến một vai trò lớn hơn trong ngành công nghiệp khí đốt. Đó là lý do vì sao tôi được khuyên rằng nên chứng kiến những thuận tạm thời gần đây của Baghdad và Erbil về quản lý xuất khẩu và chia sẻ doanh thu. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển đường ống từ Basra đến Sihan.
Ông Biden cũng cho biết một dự án xây dựng đường ống dẫn khí nhằm mở ra một hành lang khí đốt mới cho châu Âu, từ đó giảm phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Nhờ sự hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ, lãnh đạo Algeria, lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ mà dự án đầy tham vọng này có thể đi qua các vùng lãnh thổ, lần đầu mang khí đốt từ Caspian đến châu Âu. Đây là một diện mạo mới cho vấn đề an ninh năng lượng châu Âu. Thưa quý vị, tuyên bố cải cách nhập cư mới của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gây nên một làn sóng ủng hộ lan tỏa trên khắp nước Mỹ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít những chỉ trích và lo ngại đối với hành động đơn phương của Tổng thống Barack Obama. Không thông qua Quốc hội, ông Obama đã ban bố sắc lệnh mới, hoãn trục xuất đối với những người nhập cư trái phép, thỏa những điều kiện mà sắc lệnh mới đưa ra. Các nhà hoạt động vì quyền lợi của người nhập cư đã tụ tập trước cửa Nhà Trắng nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với cải cách nhập cư của Tổng thống Obama. Giám đốc điều hành của tổ chức CASA de Maryland, ông Gustavo Torres nói rằng đây là một thắng lợi cho các gia đình di dân tại Hoa Kỳ. Hôm nay là một chiến thắng đối với những gia đình luôn sống trong nỗi sợ bị trục xuất, là một chiến thắng đối với nước Mỹ, một quốc gia coi trọng những giá trị của gia đình và cộng đồng. Tổng thống Obama đã lắng nghe chúng tôi. Tham gia vào đoàn người biết ơn ông Obama là hai người phụ nữ Latin, cả hai đều cho biết mình đã tuyệt thực cho đến khi ông Obama đưa ra sắc lệnh. Một người trẻ tuổi trong đám đông cho biết anh ta đã cùng với gia đình trở về Cameroon. Tôi đến đây để nói lời cảm ơn với Tổng thống Obama. Chúng tôi rất vui về những gì ông đã làm hôm nay. Tôi chỉ muốn nói rằng nếu đảng Cộng hòa gây khó khăn gì cho ông, chúng tôi sẽ luôn cùng với ông chiến đấu. Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến bày tỏ lo ngại rằng sắc lệnh của ông Obama sẽ mở đường cho dân nhập cư đổ bộ ồ ạt vào nước Mỹ. Nếu mọi người đều nhập cư trái phép vào Mỹ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tôi không phản đối việc người nhập cư xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Tôi chỉ không ủng hộ những gì bất hợp pháp. Đồng tình với ý kiến trên, một người khác cũng cho rằng sắc lệnh của ông Obama là chưa được cân nhắc kỹ khi không thông qua Quốc hội. Giới chức Mỹ đã mô tả hành động của Tổng thống Obama là thay đổi chính sách nhập cư lớn nhất kể từ năm 1986, dưới thời của chính quyền Tổng thống Ronald Reagan. Trong lúc cải cách nhập cư của Tổng thống Obama vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi, thì hiệu ứng lớn nhất của nó chính là mang lại một tia hy vọng cho những người nhập cư trái phép mà bấy lâu nay vẫn lẩn tránh trong bóng tối. Cô Betta Sango, một người nhập cư không có giấy tờ, chia sẻ rằng cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn kể từ khi đứa con gái của cô chào đời trên đất Mỹ. Anh có thể tưởng tượng được không, đó là cả một cuộc chiến lâu dài và khó khăn. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy hạnh phúc vì Tổng thống Obama đã đem lại hy vọng cho chúng tôi, dù chỉ là trong ngắn hạn, ít nhất là cho đến khi kỳ bầu cử tổng thống mới diễn ra. Ít ra thì chúng tôi vẫn có một khoảng thời gian thoải mái, có thể lái xe hay làm việc mà không cần phải sợ hãi. Theo sắc lệnh mới của ông Obama, những người nhập cư không giấy tờ đã sống 5 năm hoặc hơn ở Mỹ và những người đã sinh con tại Mỹ sẽ không bị trục xuất nếu những người này vượt qua bài kiểm tra lý lịch và nộp thuế, đồng thời cũng sẽ được cấp giấy phép lao động. Có khoảng 5 triệu người được lợi nhờ chính sách mới, nhưng cũng còn gần 7 triệu người tiếp tục sống trong bóng tối. Theo ý kiến của một luật sư di trú, cũng là Phó Chủ tịch Hiệp hội Luật sư di trú Hoa Kỳ, bà Ana Luisa Padilla cho rằng cải cách nhập cư là bước đi khôn ngoan của Tổng thống Obama. Quyết định của Tổng thống là một cánh cửa đưa những người nhập cư không giấy tờ ra khỏi bóng tối. Họ phải được quản lý bởi pháp luật, phải đóng thuế, phải được kiểm tra lý lịch sau nhiều năm họ chung sống và cố gắng hòa nhập vào cộng đồng của chúng ta. Vâng, khép lại phần đầu bản tin FBNC Thế giới, mình xin mời quý vị tiếp tục đến với phần 2 qua những nội dung như sau. Nga tích cực vận động hành lang để nâng giá dầu. Sự trỗi dậy của đảng chống EU và hai lần thất thế của Thủ tướng Anh.